xin kính chào các thầy cô. Em là Bùi Phương Linh, học sinh lớp 8A9. Hôm nay, em và tập thể các bạn lớp 8A9 làm video này để gửi tới các thầy cô những tình cảm thân thương nhất nhân ngày 20. Em xin kính chào tất cả các thầy cô ạ. Nhân ngày 20 tháng 11, em và tất cả các bạn 8A9 xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các thầy cô, những người đã dạy dỗ và đồng hành cùng chúng em suốt những năm học vừa qua. Xin kính chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe và thành công hơn trong công việc chồng người. Con xin kính chào tất cả các thầy cô, con học sinh lớp 8A9 trường Trung học cơ sở Trần Hưng Ninh. Nhân dịp 20 tháng 11, con xin thay mặt tất cả các bạn lớp 8A9 xin chúc các thầy cô một ngày lễ thật vui vẻ bên học sinh, gia đình và đồng nghiệp. Chúc thầy cô ngày càng xinh tươi, dồi dào sức khỏe và thành công trong sự nghiệp. Ngày 20 tháng 11 sắp tới đây, em xin được chúc tất cả các thầy cô giáo có một sức khỏe thật là dồi dào và gặp được nhiều thành công cũng như may mắn hơn trong công việc cũng như cuộc sống. Sau đây em xin được gửi đến một tiết mục văn nghệ từ lớp 8A9, bài hát mang tên Cô Tuyệt Vời Nhất. Sau đây là một số hình ảnh về thầy cô và mái trường Trung học cơ sở Trần Đăng Ninh mà tập thể lớp 8A9 chúng em sẽ khắc mãi trong tim. Là hành trang cho con bước